Ôi, đau quá, sắp khóc rồi. Đau quá, sắp khóc rồi à? Nếu mà gặp Hải là Hải khóc thật đấy nhở? Không có khóc à. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bàn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngoài xử thì vừa rồi cháu lực điện thì cũng đã lên đây này. Đào đất tới đây rồi xử. Cháu xử, chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Từ dưới kia lên miền phết nhỉ? Đấy, hộ anh cầm một ít đồ lên nhá. Đấy, hôm nay thì sẽ lại mua là một thùng nước này, với lại thêm 3 cân đậu, thêm 1 cân cá nữa. Đây, để anh cầm cho. Hôm nay thì ra hộ bao nhiêu người đấy? 8 người. 8 người à? Ôi, thế thì vừa rồi anh mua chỗ này đủ lên, chắc là vừa đủ ăn rồi nhỉ? Hôm nay sẽ lại tiếp tục là đào cái chỗ mà phần đất còn lại của nhà các em là được ba ông cháu là dùng cái đất đó để đổi với nhà người ta, cho nên là sẽ tiếp tục là đào thêm ra độ tầm 2 mét nữa. Đây, mấy anh em thì chắc là cũng vừa đào xong là nghỉ ngơi. Anh Niên mặc áo đi. Nóng quá à. Anh đi uống nước đây này. Vừa mua nước lên rồi. Hãy đào đến đây rồi cô bác này. Chắc là đào nốt hôm nay nữa thì là cái phần cái chỗ mà dùng để đổi lên này thì cũng đã xong rồi. Ôi, vậy hầu nước đấy. Hầu nước đây các tí lâu. Anh sửa em dùng cái này để mang cái này để đi để ở trong nhà đi, không một tí nữa nấu cơm. Này cá với lại đậu. Ôi hôm nay tí lâu này lại ra. Hôm qua ngủ dưới nhà sửa. À hôm qua ngủ cùng sửa à? Hôm qua thì chắc là uống nước ngọt say rồi nhỉ? Qua cũng mua nước ngọt lên. Hôm nay thì có 4 thanh niên rồi à? Có cả thêm chú nữa. Ôi cô không hầu, không hầu nóng rồi à? Không buồn tay à? Chị hầu chết rồi. Cô bảo là chỉ uống rượu thôi, không có uống nước ngọt. Ôi vậy sáng nay từ đào từ mấy giờ à Sử? 8 giờ. 7 giờ. Từ 7 giờ, thế thanh niên kia nói sai rồi. 8 giờ. Ô Hải là, Hải hôm nay vẫn đi học nhỉ? Vâng. Hôm nay ông thì cũng lên đây à? Ông thì chắc là ở dưới nhà kia là đi lấy cỏ sao rồi cô bác ạ? Không có lên trên này. Hôm qua thì mấy cái phần tảng đá to thì cũng đã được xử lý gọi là gần xong rồi. Mấy cái tảng đá này một tí đào hết đất ra thì mới bổ ra để tiếp tục là xử lý thêm nữa. Tao hốc tiếp mê. Hốc luôn. Hốc luôn đó. Hốc luôn là làm, tức nghĩa là làm thôi cô bác. Đấy, ông thì là bây giờ cũng lại lên đây rồi. Đi dẫn ông nhà nào ra chứ?
bạn này dây cắm tháp em tuốt lên nó. Ở trên này thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có bảo cháu Lực, bảo là đừng để cho ông làm nữa, nhưng mà cháu Lực cũng có bảo thôi, ông là vẫn là muốn lên đây xem là phụ giúp được các cháu để làm gì được không. Bạn dê dê ở đây bên nó. Em này bên eo và tôi đi bên eo, tôi nên bật làm sai tóc. Ê, hôm nay thì có cả thêm con của chú đi ra bên này lên trên nền nhà của Sử chơi nữa này. Ông Mày đang chơi cái gì em Mày? Bảy. Hả? À, Bảy đang chơi cái gì ấy? Hả? À? Ai trẻ khác chơi ấy. Mua ai chi á? Ai trẻ khác chơi à? Ui, chỗ này thì có cái dế cây rất là to này. Thời tiết hôm nay thì chắc là không có mưa đâu cô bác. À, nắng rất là đẹp hôm nay. Thế hôm nay thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người. 8 người là đào nốt cái phần này. Thanh niên này hôm nay là không hộ nữa à? Vâng. Đây là em à? Hả? À? Phải là em ạ. Em á? Không phải em. À, là em của nhà chú hay là như nào à? Em của nhà chú ạ. À, hôm nay thì bố mẹ là giáo hộ à? Vâng. À, cả em nữa nhỉ? Vâng. Đấy, hôm nay thì gọi là hầu như là cả nhà của em Vân à? Vâng. Đấy, hầu như là hôm nay là cả nhà của em Vân là đi giao hộ nhà em Mạt Sử luôn. Hôm qua thì có em Vân với lại em gái của em đi giao hộ, và hôm nay thì lại cả có cả bố mẹ của em luôn, cả em gái luôn. Nhà cô chú của Sử cũng thế. À, hầu như là hôm nào đào nền thì cũng có đều có cả cô này, có cả em, có cả em gái nữa. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp luôn này cô bác này. À, hôm qua thì lại đào cái phần này thì mưa phùn khá là nhiều. Nhưng hôm nay thì trời sẽ khá là nắng luôn. Thế bây giờ thì lại gặp thêm một cái tảng đá của trước mặt của em Sử nữa. Sử ơi, này mới một khóc thuốc nữa mà Sử. Mới một khóc thuốc này mà. Hơi thư thì bài lông mà. Hả? Không biết ở đây á? À? Đứa đi lạc đẹp vào đi máy hót luôn. Cái nền nhà của em Sử đào tới đâu thì cháu Lực sẽ ghi hình tới đấy cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết là ở trên cái phần nền nhà của em Sử thì liệu có gặp những cái khó khăn gì nữa không. Ở phần bên kia thì không có mạch nước để mà nó dò ra nữa cô bác, nó chỉ dò ra ở phía phần bên này này, phần bên này và sang bên kia. Đây thì hôm qua cháu Lực cũng đã bảo là em Sử bảo là nếu mà đào đất thì đổ hết ra cái phần bên này này để cho nó có cái đất và nó đầy hơn ở bên này. Thì sau này đất này nó đổ lâu rồi thì nó cũng sẽ chắc mà cô bác. Đúng rồi, cái đất mà lúc mà đào ra thì thấy nó rất là nhiều. Một cái mảng gọi tầm là 2 mét thôi đào ra thì được rất là nhiều đất.
Hôm nay thì sáng nay em Quân có điện cho cháu Lực là cháu Lực thì lên sớm ấy, thành ra là không có like được em Quân lên trên nhà của em Sử, là được hộ em Sử nữa. Chứ không em Quân bảo với cháu Lực là em ấy lại muốn là lên hộ em Sử. Nên cháu bảo là cháu Lực bảo em là phải làm hết việc nhà thôi thì mới lên được. Mà lúc mà em ấy làm hết việc nhà thì cháu Lực đã lên đến nhà của em Sử rồi. Cho nên là hôm nay là chắc là em không có lên nữa. Quân thì cũng là một cái cậu bé mà lên hộ em Sử làm rất là nhanh nhẹn cô bác ạ. Không có ngại ngần những công việc gì. Cứ mỗi lần gặp những cái tảng đá như này là đều dùng cái đinh như này để đục nó ra. Vừa rồi cái tảng đá ở trên này thì cũng đã được xử lý rồi các bác này. Tôi phải nói là hai hôm nay các cô với lại các bạn của Sử ra hộ Sử nữa, ai ai cũng làm rất là nhiệt tình các bác. Các bạn của Sử không đi được thì bố mẹ của các bạn đi kèm theo là có cả em gái nữa, hầu như là cả nhà là về hộ luôn đấy. Này làm hết xong rồi mới nằm áo chứ? Làm hết cái này mới nằm máu luôn. Làm hết cái này mới nằm máu nhỉ? Chắc là bây giờ sẽ làm hết cái chỗ phần này rồi thì mới ăn cơm của bác là nghỉ luôn nếu mà xong đấy. Bây giờ thì vẫn còn là rất là sớm thôi. Hôm qua thì mưa phùn cả ngày, hôm nay thì nắng rất là đẹp. Hôm qua nếu mà không có bị ảnh hưởng từ cái lúc mà mưa đấy, không có bị chậm tiến độ các bác, thì là sẽ đã đào được nhiều hơn. Do là hôm qua lại bị ảnh hưởng mưa cho nên là phải dừng lại nghỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ. Đào cái phần này xong nữa thì rất là rộng luôn các bác. Cái chiều dài của nó thì gần là 20 mét luôn, đào xong á. Cái nguồn nước ở bên kia thì ngày một ra một ít đi rồi các bác. Bây giờ thì nước nguồn nước này chỉ là có được hơn một tháng nữa thôi là nó cũng sẽ là cạn kiệt rồi. Đấy, lúc mà mình xử lý cái rãnh nước xong mọi cái thì nguồn nước này nó sẽ ngừng chảy luôn rồi.
đảo phần phía bên kia thì có thể là lộ ra rất là nhiều tảng đá này cô bác này. Và đây là những cái tảng đá ở trên phía phần cao trên kia là đào xuống. Còn như hôm qua thì ở đây có một cái tảng đá này cũng rất là to này, và cũng đã được là các em với lại thêm các chú nữa là đục ra hết rồi. Bây giờ thì cũng đã gần là bằng phẳng cái phần nền này cô bác này. Đấy. Sáng hôm nay chỉ có làm một buổi sáng nữa thôi thì là cũng hết rồi. Đây vừa rồi thì cháu Lực bảo em Sử là đi xuống xá kia mua một chút là kem về để cho các cô để ăn một chút, tại vì là bây giờ cũng trời nắng rất là nắng cô bác. Mặc dù sáng sớm thôi nhưng mà rất là nắng rồi. Bây giờ thì cũng độ là tầm được 10 giờ sáng rồi cô bác. Sáng nay thì đào từ lúc mà 7 giờ. Nói là trong thời gian qua đào cái phần nền nhà này, cháu Lực cũng phải cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị và Mạnh Thường Quân đã đóng góp ý kiến cho cháu Lực để cho cháu Lực tiếp tục là đào cái phần nền nhà này. Đấy rồi thì bây giờ cũng đã biết là cái mạch nước nó chỉ chảy ở phần cái phía tả ly bên này này cô bác này. Đấy, chảy ở một góc bên này này. Còn ở bên kia là nó sẽ không có bị chảy thêm nữa cô bác ạ. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng sẽ nói luôn là cái phần chỗ đất này thì là được ba ông cháu là dùng một chút đất ở dưới ruộng, không phải là đất ruộng đâu, nó cũng chỉ là cái đất mà đất đường, để đất đường nó ở gần cái đất của nhà chú này, cho nên là cũng được chú là đổi với ba ông cháu. Chứ không phải là đây là nhà ba ông cháu là dùng cái đất ruộng. Là còn cái phần con đường trên kia xuống này là chỉ xuống một mình dưới nhà của em Sử, với lại nhà của đi xuống một từ đường trên kia xuống này cô bác này, là đường mà đi xuống một mình của nhà em Sử đâu. Và cái con đường này nếu mà không có được đổi thì được là nhà em Sử là đi đi đường tắt xuống này, còn là đường xe máy thì sẽ là đi đường trên này. Đấy, sau này thì sẽ là đào một cái đường trên này vòng ra đây. Đấy, ra đây. Sau này thì chắc chắn ở kia là sẽ phải đào thêm một cái đường để là xe máy đi vào nữa. Đấy, Sử thì vừa mua kem chưa? Mua rồi à? Đấy, mua thì bảo các chú nghỉ nghỉ tay để ăn kem một chút nữa để tiếp tục đào. Đấy, hôm nay thì cũng đã xong rồi. Đấy, nào kem đi. Đấy, nào kem đi, nào kem đi. Đấy. Ê, nghỉ tay nào kem đi. Ấy, làm cái nào chứ? Sử ơi, lấy cho anh một que nào. Để anh nào hết nào. Đấy, cho anh xin một que nào. Đấy. Đấy, mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực ăn kem ạ. Mới được bao nhiêu que đấy? Được 2 que không? Được. Được đúng không? Đấy, phải nào một chút kem thì mới có sức để đào tiếp nhờ. Đấy, ở đây thì các chú không phải là ra lấy công hay là làm gì cả. Ở đây thì các chú là các cô, các chú và lại các bạn của Sử nữa là ra giúp Sử để đào cái phần nền nhà này cho xong cô bác. Tí nó đào cái phần đất này xong. Còn bây giờ chỉ cần xúc độ đâu đó tầm 20 cái xe rùa nữa thôi là cái phần đất này thì cũng đã hết rồi. Và tiếp tục thì giải quyết mấy cái tảng đá to này ra này cô bác này. Đấy, giải quyết mấy cái tảng đá to này thì sẽ đi xuống nhà là để ăn cơm thôi. Nhưng hôm qua thì có 6 người, hôm nay thì lại thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người ra hộ. Đấy, cái tiến độ mà đào nền nhà của em Sử thì gặp những cái vấn đề khó khăn nào thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên và cũng đã được cháu Lực cũng đã xin ý kiến, xin những cái ý kiến đóng góp của cô bác anh chị là tới cho cháu Lực để cho cháu Lực biết thêm
những cái kinh nghiệm để mà làm được ở những công việc mà thiện nguyện như này cô bác này. Cái ngôi nhà này sẽ là cái ngôi nhà mà đầu tay của cháu Lực trên cái con đường mà thiện nguyện nó thiện nguyện có thể là cái ngôi nhà này nó sẽ hơi là gặp khó khăn với cháu Lực một chút, nhưng mà qua cái khó khăn này rồi thì sau những cái công trình khác thì cháu Lực sẽ lại biết thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm từ cái công trình trước. Cái gì thì cũng phải từ khó khăn đi lên thì mình mới rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm, chứ còn bây giờ mà làm mà không có gặp cái khó khăn gì thì sau này đến lúc mà mình làm được khoảng tầm 2-3 căn nhà rồi mới gặp khó khăn, rồi đến lúc đấy không tìm được cái cách xử lý để mà mình biết xử lý để cho cái ngôi nhà nó được suôn sẻ hơn và đẹp đẽ và dễ dàng hơn cô bác. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng phải nói là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, và cảm ơn tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh của cháu Lực, vừa đóng góp ý kiến cho cháu Lực này và vừa gửi những tấm lòng vàng cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng đi lại và có thêm những cái khoản trợ duyên của các bác gửi tới cho những hoàn cảnh để cho những hoàn cảnh sẽ tạo một cái bàn đạp cho mình để các em hay là những hoàn cảnh khác có được những cái bàn đạp đấy thì mới biết phấn đấu lên. Mày có thể bây giờ vừa mới ăn kem được một lúc là như kiểu có gió một chút này cô bác này. Đói. Có gió này thì nó là cái gió của mùa thu ấy cô bác, nó không phải là cái gió mà sông cái gió báo. Còn bây giờ thì cùng các cô hay các chú thêm mà các em nữa là ăn kem xong là tâm sự với nhau xong là tiếp tục là đào tiếp cô bác. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực là sao không để cho ông ở nhà đi, ông lớn tuổi rồi thì sợ là đá nó sẽ lăn trúng vào ông thì ông sẽ bị thương, thì rất là lâu thì ông mới hồi phục. Như ông lên trên này làm thì ông cũng có đeo ủng mọi cái là đàng hoàng. Ông lên trên này chỉ có gọi là các cháu mà đổ cái xe rùa ra thì ông sẽ san để cho nó bằng phẳng lại và tiếp tục đổ. Lúc mà bé này to nó xuống bây giờ lưới đi chút lịp lòng ấy. Đấy. Như bên này thì sẽ đổ sẽ cho cái đất mượn này nó sẽ cao hơn, và sau này lúc mà nó nén xuống thì nó chặt rồi thì nó sẽ bằng phẳng ở trên này này cô bác này. Bây giờ phải là gọi là làm nhà cho ba ông cháu thì ông cũng là lo lắng chứ cô bác. Lo lắng thì cũng phải là lên trên nền nhà để mà coi xem là phụ được các cháu cái việc gì không, chứ ông thì không có phải là thuộc cái con người mà lười ấy cô bác. Ông thì lao động chân tay từ rất là nhỏ rồi, và đến bây giờ thì thời gian này cũng được cháu Lực với lại bạn Trình chia sẻ lên thì cũng may mắn là được các cô bác gửi tấm lòng vàng để cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà như này, thì ông cũng rất là mừng. Ông cũng muốn đích thân là lên trên này phụ cho các cháu xem là làm được có việc gì không. Như việc đập đá kia thì ông sẽ không có làm được, nhưng mà những cái việc mà ông đứng ở đây để ông chỉ các cháu bảo là để đá ở góc nào thì đấy thì là ông là sẽ làm những cái công việc đấy này cô bác này. Và ở đây thì cháu Lực như hôm qua thì cháu Lực đi phát một cái phần quà ở dưới điểm trường gần nhà em Quân kia, thì cháu Lực qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được phép là nói qua một chút. Cháu Lực cũng có dặn anh trưởng thôn bảo là lấy tầm 18 hộ thôi để ra 2 suất để cho anh trưởng thôn, để cho anh trưởng thôn với lại anh bí thư đoàn mỗi người một suất. Nhưng mà anh trưởng thôn với lại bí thư đoàn thì cũng có bảo với cháu Lực là muốn nhường cái số suất, là muốn nhường cái phần quà đấy để cho những cái hoàn cảnh khác mà khó khăn hơn, gia đình của anh trưởng thôn với lại anh bí thư đoàn ấy cô bác đó, chứ không phải là cháu Lực không có là cho anh bí thư đoàn với lại cho anh trưởng thôn một phần gì cả. Ở đây thì là các anh là muốn nhường cái
suất quà đấy cho người khác cô bác nhá. Và thêm nữa là cái suất quà của em Quân thì cũng được cô Nga ở Úc là có gửi cho gia đình của em Quân là 5 triệu đồng rồi. Thì 5 triệu còn lại thì sẽ để cho cháu Lực trích ra mua 20 suất quà gửi tới cho hàng xóm của em Quân, cũng là thay lời cảm ơn trong thời gian, cũng là thay lời cảm ơn trong thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em Quân về cái phần làm ma chay cho bố. Và thêm nữa thì cho cháu Lực xin được phép là nói thêm một chút nữa. Có một cái bác có comment ở trên cái bình luận thì cháu Lực cũng có đọc qua. Ở đây thì cháu Lực chỉ đọc qua, cháu Lực đọc và tiếp nhận ý kiến của bác. Bác bảo cháu Lực không có đủ trình độ để cháu làm được như vậy. Thì đúng thật cháu Lực không có đủ trình độ, nhưng mà đằng sau cháu Lực thì có thêm một khán giả này. Cái trình độ của các bác đi trước thì nó sẽ rất là cao. Thì các bác chỉ dạy cho cháu Lực từng chút một, thì cháu Lực cũng đúc kết cho bản thân của mình nó sẽ là được một cái thứ gì đấy, mặc dù được một chút kinh nghiệm gì đấy, mặc dù là nó không có được được gọi là đủ trình độ như bác cũng có nói. Nếu mà bác có trình độ như nào nữa thì cháu Lực cũng rất là mong là bác sẽ điện thoại cho cháu Lực trực tiếp và chỉ dạy cho cháu Lực, để cho cháu Lực học hỏi thêm một chút cái trình độ của bác. Và cháu Lực cũng gửi một lời cảm ơn tới bác mà đã comment cái bình luận cho cháu Lực. Trên cái con đường thiện nguyện của bác thì còn phải rất là nhiều điều nó sai sót, nhưng mà cháu Lực trên cái con đường thử nghiệm thì nó sẽ có một cái vấn đề nào sai sót đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ nhắc nhở cho cháu Lực thêm về cái khoản này. Bây giờ thì đất thì cũng đã hót gần xong hết rồi cô bác, thì sẽ tiếp tục là đục cái số tảng đá này một chút này. Em Sử đang đục này, cứng lắm ấy. Tí lâu nhỉ? Tí lâu đập đập nhanh lên nhá, đập xay xay nhá. Em lên với em Sử thì cũng được em Sử là dạy thêm một chút cái tiếng Mông đấy cô bác, chỉ biết sơ sơ thôi. Ấy, tí lâu khỏe đấy nhở? Vừa cái gì đập xuống chân à Sử? Vừa đá đập đúng chân à? À đập đúng chân à? Ây. Bây giờ thì phải dùng đến cái này để đập rồi này. Ui xòi. Ôi, cẩn thận nha. Ra phần phía bên này thì có vẻ là có đá nó to hơn rất là nhiều này các bác này. Bây giờ đào thì dưới này đang gặp một cái tảng đá nữa, bên kia thì cũng là một cái tảng đá nữa. Lung lay không anh? Nó lung lay được không? Thanh niên tí lâu nhỉ? Đấy, thanh niên thì ra hộ hai hôm này các bác này. Đấy, mới từ Thái Nguyên lên đấy nhờ. Đi làm rất là xa đấy. Tối hôm qua thì ở lại ngủ với Sử luôn, xong là hôm nay lại tiếp tục cùng Sử là để làm luôn này.
Dạ. Ấy dùng bây giờ thì dùng cái cách này thì mới phá được đá ra của bác. Hầu như là bà con ở trên vùng cao thì đều làm, gặp những cái tảng đá to thì đều làm như như thế này. Đá có vẻ rất là cứng đúng không này. Ui ôi. Đố cái búa đấy mà vào đầu thì chắc là nằm viện luôn đấy nhở. Dạ. Ê, sửa lại thôi. Em lấy hòn một hòn đá để dưới cái xà beng này. Sử. Thằng thanh niên hộ sử bê cái cục đá ra đi. Để cho nó đi. Đây, để nó sử đi. Đây. Đây lung lay rồi. 2, 3. Đây một tảng đá rất là to luôn các bác ơi. Hai ba cố lên. Tao luôn nó. Tao luôn. Sau mấy tiếng đồng hồ đào thì bây giờ cũng đã là bằng cái nền phần bên này rồi các bác này. Và cháu được cũng nói lại thêm một lần nữa là đào từ đây ra bên kia là sẽ rơi vào tầm trên là 10 mét nữa. Có thể là cháu được cầm cái máy quay ghi hình như này thì đằng sau cái tả ly này của bác này nó sẽ không có được thỏi đâu. Nhưng mà nếu mà nhìn thực tế thì nó sẽ thỏi thỏi xuống rồi. Nó không có thẳng lừ lên đâu. Bây giờ thì nốt cái phần cái cục bên này nữa này.
đảo phía này tầm độ đâu 2 mét thôi, nhưng mà có rất là nhiều tảng đá to này cô bác này. Ở bên sau đằng sau thanh niên kia thì một đống, và đây một đống, và hôm qua thì cũng đã đẩy ra bên này là rất là nhiều rồi. Tí lâu sao đấy tí lâu? À, sử thì hôm nọ là bị một vết cắt chân này, nhưng mà em ấy cũng dùng cái băng gạt để băng vào rồi. Vừa đập chúng đâu ấy sử? Đập chúng cái đá kìa. Này, may mà không có bị rách ra. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ôi, đau quá, chắc khó rồi. Đâu quá chắc khóc rồi à? Nếu mà gặp Hải là Hải khóc thật đấy nhở? Chạy qua đây đã. Cái chỗ này mình ăn được cà phê. Đào này như này thì không tránh được những cái va vấp cô bác ạ. Nhưng mà nó sẽ không có đào cái phần nền này, đào nền nhà này thì không tránh được cái sự va vấp mà bị đau chân đau tay. Thì cũng rất là may là không có bị những cái vấn đề gì, vết thương gì quá nghiêm trọng xảy ra cả. Sứ ơi, tí lấy đá ném vào sau cẩn thận là em bé kia nhá. Nào kia nó còn cử động nữa. Phải những cái đứa trẻ vùng cao thì phải nói là rất là tội này các bác này. Đi theo mẹ đi hộ hay là đi lên trên rừng, đi lên trên nương thì buồn ngủ thì lấy cái tấm mà điệu ấy là giải luôn xuống để cho các bé ngủ luôn. Như đây là cái váy của mẹ sao ấy thì chắc là hỏng rồi, thì được mẹ tận dụng là may lại như này. Đi về nhà ngủ đi. Tí lâu, đi về nhà đi. Bảo đi về nhưng mà không có đi về cô bác ạ. Ở đây với mẹ này. Có những cái trường hợp mà cháu Lực lên bắt gặp còn ngủ ở ngoài nắng luôn được cô bác. Nó là dùng cái búa kia để mà cầm cái thanh kia để mà đục thì đêm về thì rất là đau bắp tay luôn cô bác ạ. Đây, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng các anh em là đào cái phần nền, đào cái phần cục đá này ra đó. Rồi thì cháu Lực xong xuôi mọi cái thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả quý cô bác là cùng biết về cái tiến độ mà đào nền nhà của em Sử là tới đâu rồi.
tảng đá thì khung đá đục xong rồi cô bác. Bây giờ thì cùng nhau là san bằng cho nó bằng phẳng ở phần phía bên này thì cũng đã xong rồi. Chắc có lẽ là cái tảng đá này sẽ vấn đề đây, xong là mấy nữa đến lúc mà làm nhà rồi thì xem là Tân Dụng có làm được cả cái gì không. Nhìn ở một góc mà tầm 2 mét thôi mà ra rất là nhiều đá các bác ạ. Cái bạn nhỏ này thì vừa rồi cũng ngủ ở cái phần cái mà lấy điệu này của bác này. Thế bây giờ thì điệu em bé này. Ô tí lâu. Tí lâu à? Thế đâu? Thằng đi á. Thằng đi á. Này cái thằng à? Hả? Này cái thằng à? Đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Đây, đây thì vừa là chị gái là cho điệu luôn này. Đi về nhà đi. Đi về nhà đâu? 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 Không có đi các bác ạ, phải đợi mẹ với chị xong mới đi này. Buồn ngủ quá, chắc buồn ngủ. Thế là làm từ nay làm năm nay giờ đừng giết nào chưa. Bằng này trời tốt đi ra sâu thì tốt hiếm mẹ gì. Sâu bật đi về sâu hiếm mẹ nào ta. Này sắc cào buổi sâu này thủ bắn thầm vẫn tao sâu hoặc thế nào. Cái bây giờ thì sẽ đào hết và đẩy những cái tảng đá này ra phần phía bên ngoài của cái em bé mà đang đứng cái hết rồi thì mới đi ăn cơm các bác. Thì mới ăn cơm trưa. Hay sáng hôm nay thì đào có một buổi thôi thì là cũng hết rồi. Đào từ lúc 7 giờ sáng. Bây giờ thì đang là gần 11 hơn 11 giờ rồi. Là cũng chuẩn bị xong nữa. Em sửa thì rất là chịu khó các bác ạ. Để ý cái nền nhà của mình từng cái góc một đào để cho nó phẳng ở bên này thì thôi. Thế bây giờ đến trưa thì trời lại bắt đầu mưa phùn rồi các bác này. Hôm qua cũng thế, hôm qua cũng đến giờ này thì mưa phùn lên. Mưa phùn này thì kèm theo rất là lạnh luôn. Ô, cho em bé đi về đi, lạnh rồi, mưa rồi. Hãy đứng kia từ nãy đến giờ này các bác này, mẹ không về thì không chịu về. Đảm bảo mấy anh em đang cố gắng là làm hết san một chút nữa thì cho xong thì mới nghỉ được. Nói là trong 2 ngày qua thì cô bác với lại bạn bè của Sử ai cũng ra giúp đỡ rất là nhiệt tình.
Và bây giờ các bạn gái với lại các cô thì xong cái phần mà hót đất rồi, còn mỗi cái phần mà bửa đá lên thôi. Bửa đá lên thì các chú với lại thêm các bạn nam thì mới làm được cái điều đấy. Mấy bực này mới có sức khỏe để mà bẻ đá lên, bừa đá lên. Cục đá này lung lay rồi nhưng mà khó lấy lên nhỉ. Ấy sắp lên được rồi, cố lên. Em gái này định mấy năm nữa mới lấy chồng hả? Hai em gái này muốn đi lấy rồi à? Năm nay 12 tuổi đã bảo muốn đi lấy rồi. Muốn lấy người nùng không? Anh đi xuống anh giới thiệu em của anh cho. Hả? Ở nhà có chị gái không? Không có chị gái à? Một mình thôi à? Nếu mà có chị gái thì giới thiệu cho anh. Nhờ? Chiều các bạn ấy cho nó vui quá cả. Cái đá đấy rất là cứng nhờ, đá đấy. Này, phía bên kia thì cũng đã được san và bằng phẳng rồi cô bác. Và bây giờ thì sẽ đẩy nốt mấy cái tảng đá này ra và phần phía bên ngoài cái hết. Ê, 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 cái xe rùa này. Ba phải ba người mới được mà. Có lấy xe beng không? Đây lấy xe beng không? Công giặc mới nhất là phải dân mạc nha. Hãy
Thầy Trâm Lực vừa hỏi cô bảo là đói chưa? Đói thì đi về ăn cơm thôi nhỉ. Đấy, mỗi người để một cục. Cô nói là đào chỗ kia đi vào 2 mét thôi cô bác, nhưng mà ở phần bên kia có rất là nhiều đá luôn. Bây giờ thì đẩy nốt cái đá sang bên này hết thì cũng sẽ là về ăn cơm thôi các bác ạ. Mấy cái tăng trại chưa là vô xét đấy. Bây giờ tôi thấy sao? Sư thì thấy thế nào? Sau khi đào cái phần này xong thì có thấy rộng hơn không? Có. Rộng hơn rất là nhiều nhỉ? Vâng. Bây giờ thì có còn sau khi mà đào biết cái nguồn nước nó ra như thế nào thì có còn sợ sệt nữa không? Không à? Thế hôm nọ thì lúc mà mới đào cô bác thì có gặp nước này nó bị rò rỉ ra thì em xử cũng các bác ở trên xung quanh hàng xóm của em xử nói là làm như thế này thì sau này sẽ bị nhà sẽ bị sập và em xử thì cũng có sợ điều đấy. Bây giờ thì khá là rộng rãi rồi cô bác này. Đá đảo phần kia vào thêm 2 mét nữa. Bây giờ thì cháu được sẽ đi rất là xa, đi lên trên xa để cho cô bác là cùng nhìn xuống. Bây giờ thì em sửa xe vác cái xe rùa này đi trả cái chú ở trên kia này. Hình như cô bác có thể nhìn thấy từ xa là cái nền nhà của em sử là sau khi đào thêm vào 2 mét nữa thì cô bác có nhìn thấy rộng không? Ở đây thì có thể là cháu Lực ghi hình lên trên này thì nó sẽ nhìn, nó sẽ có kiểu là hơi thẳng xuống cô bác. Nếu mà thực tế mà nhìn ở cái chỗ trên nền nhà mà nhìn xuống nó sẽ cái phần tả ly nó sẽ rất là thoải luôn. Bây giờ thì có thể như là một cái sân bóng chuyền là được rồi đấy. Phía bên kia thì nó sẽ có nhiều đá hơn. Nó đá kia là nó là đá rất là cứng cho nên là đục ra nó sẽ hơi khó. Còn ở phần bên này thì đá nó cũng có nhiều nhưng mà nó là thuộc dạng cái đá mềm ấy cô bác. Đục xuống thì nó sẽ không có thành miếng, nó thành những cái miếng nhỏ 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 thôi. Bây giờ thì cũng đã đào xong thì mấy anh em sẽ cùng nhau là dọn dẹp hết đồ như cái cuốc xẻng xong là đi xuống nhà để ăn cơm thôi. Thức ăn thì cũng đã nấu xong hết rồi. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có mua thêm là đậu với lại thêm cá mắm nữa. Nay thì lên thì không có mua được cái thịt lợn nữa. Rửa xe à? Trẻ con thì rất là thích là nghịch nước này cô bác. Cái phần ở bên kia thì là đào 2 ngày thì cũng đã xong rồi cô bác ạ. Còn cái phần đất mượn như này thì bây giờ cứ để ra chỗ này để cho nó chắc cái phần chắc rồi. Thì sau này có thể là trồng thêm 1-2 cây ở dưới đây này các bác này. Thì nó sẽ chắc cái phần đất này thêm nữa.
như ở cái phần phía nhà của chú bên kia này, có bác này, ở phần bên kia thì cũng được chú là đào cái nền nhà kia rất là dốc, và sau đó thì cũng được chú trồng là thêm một hai cái bụi tre trên này, có bác này, trồng lên rồi nó cũng đã giữ, bây giờ thì nó cũng đã phát triển và nó giữ đất rất là chắc luôn. Ở đây thì vẫn dành ra một đường để mà nhà chú của Sử là đi được xe máy đi xuống kia. Trong thời gian đào nền thì cũng được chú là để xe ở lên trên nhà phía bên kia hết này cô bác này. Chú với lại hai thanh niên này thì hôm nào cũng lên hộ này. Một tí là được ăn cơm xong là hầu bia được ấy nhở? Tôi hầu chi tao bia luôn. Hầu chi tao á? Tí có hầu xay nữa không? Ít là hầu mì gì hoan chánh luôn. Hầu hoan chánh là gì? Ôi đây là con của anh à? Ừ. Hả? Không phải à? Thế cái thằng kia có phải không? Không phải đó. Con của thằng em ấy. Con của thằng anh à? Con của anh à? Con của thằng em ấy. À, con của em trai à? À. Đầy, con phải đầy khỏe vết nhỉ, đầy xe rùa chạy mấy vòng ấy này nhờ. Ai bây giờ thì tha hồ. Ui, đây là đồ chơi à? Hả? À? Đây là đồ chơi à? Xe à? Đây, giả bút này. Cái này thì có chở được cát đâu. Hả? Mang đi chở đá nào? Đi xuống đây chở đá nào? Đấy, để đá này. Để đá hả? Để đá này xuống như nào? Đấy, rất là ngại nói chuyện này cô bác này. Chắc thì em bạn nhỏ anh năm nay cũng được gần là 4 tuổi rồi. Giờ đi xuống nhà rửa chân tay cho ăn cơm thôi nhờ. Ờ. Ô, thùng này còn nước không? Nếu mà còn thì cầm về đi. Đây ở nhà đây anh ấy. Đây đây, thanh niên nào cầm, ôi còn nhiều chai lắm. Anh bê chai nữa. Thanh niên cầm về đi. Đây bê ra uống xong đi thế. Ôi giời nặng phết đấy. Ôi ôi dạ, ôi dạ. Ai. 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 Đấy, phải bổ sung nước này, bổ sung các kiểu cho các thanh niên để đào cho nó nhanh được. Đấy, phía bên này thì đá này cô bác, toàn đá với đá này. Đá này thì sau này có thể tận dụng là làm cái kè ở phần bên này này. Bên này thì cũng được xếp đá để làm kè hết rồi. Đấy, ông thì lên trên này là hộ các cháu là thu dọn hết đồ đạc đi xuống. Ôi trời ơi, bây giờ thì cũng đã đào xong rồi, là đi ăn cơm rồi các bác ạ. Hầu như là ai cũng đói rồi đấy. Đi thôi. Ra đây anh cầm cho, đây, đây. Đây là cái ống điếu của các chú, với lại, đây, cầm đi. Thôi. Ôi trời ơi, Sử thì biết, có vẻ biết lái xe rùa giỏi nhỉ. Có bằng xe rùa cho Sử ơi. Có bằng xe rùa chưa? Chưa có bằng xe rùa đó à? Sử thì chắc là hôm nào, lúc nào mà đủ tuổi thì chắc là cháu Lực sẽ phải đưa em ấy đi làm bằng nữa. Ô, tí lâu này hai đâu? Dép đâu? Tí lâu dép đâu? Say say. Say say. Sử ơi, từ đi là nói nhau Sử nhỉ? Cái từ đi là nói như nào nhỉ? Từ đi á. Ờ. Má má mồ. Má má mồ á? Má má mồ say say là đi nhanh lên đúng không? Đấy, bây giờ thì rửa tay rửa chân nào máu luôn. Tính
cô thì về nấu cơm. Bây giờ thì chắc là cái phần bây giờ thì đang làm rán đậu rồi cô bác. Còn cái phần nào mà chưa nấu xong thì bây giờ sẽ mấy anh em sẽ cùng nhau là nấu cơm, xong là sẽ ăn cơm thôi. Hôm nay thì đào nền xong, có thấy nền nhà rộng hơn không? Có. Chỗ đấy để làm sân bóng được đấy nhở? Tí tối nay rủ bạn vào đây đá bóng luôn. Quả đấy mà đánh bóng chắc là bóng bay là đi tít xuống ruộng ấy nhở? Đi nhặt khá là xa đấy. Đấy bây giờ thì đào xong rồi cũng sẽ chuẩn bị là cho nó hết cái tháng 7 rồi nhá. À, hết cái tháng 7 rồi rồi thì là sẽ tiến hành và để làm sau nhá. Đấy, ở đây thì đồng bào dân tộc của em thì không có kiêng về tháng 7 đâu nhở? Đấy, nhưng mà anh là nghe lời theo các bác, các cô, các chú, các mạnh thường quân là để hết cái tháng 7 này đấy nhá. Tại vì cái tháng 7 này thì người ta kiêng rất là nhiều. Đấy, người ta sẽ gọi là cái tháng cô hồn đấy. Đấy, cái tháng mà gọi là cái tháng mà gọi là tháng đen đủi của năm đấy. Đấy, người ta làm cái việc gì thì cũng nên tránh cái tháng này đi. Đấy, còn bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ cùng em Sử phụ cô là để nấu thêm cơm nữa, để xào thêm cá nữa. Thì chắc là cái thức phim hôm nay cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Cảm ơn cô bác, anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều trong thời gian qua đã đóng góp ý kiến cho cháu Lực với em Sử tiếp tục đào cái phần nền. Và hôm nay thì cũng đã được nhìn thấy rõ rệt cái phần nền nó là ra như thế nào thôi, để xử lý cái nguồn nước đó. Còn là bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Lại cho cháu Lực xin nói thêm một chút nữa. Cô bác, anh chị có theo dõi được cái thức phim của cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh Bản Em ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao cô bác.